Chào mừng bạn quay trở lại kênh Tâm Nguyễn Studio. Thì hôm nay chia sẻ bằng cách chúng ta chơi siêu xe kiếm tiền triệu vốn chỉ 50k thôi. Thì rất nhiều bạn muốn mình chia sẻ cách chơi cái trò siêu xe này. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào vốn 50k theo yêu cầu các bạn. Thì trước khi chia sẻ, mình web random tạo thưởng trước cho các bạn. Nếu bạn không thích chơi có thể xem comment nhận thưởng ngày mai. Xin chúc mừng bạn nha. Bạn vui lòng liên hệ Zalo để nhận thưởng nha. Nếu bạn chưa đủ tuổi hoặc chưa chịu trách nhiệm như em ta đang làm, xin phép dừng ở đây comment nhận thưởng ngày mai. Video dành cho những bạn đang chơi và đã chơi, đặc biệt chúng ta xem giải trí cũng được. Vô số 4 chúng ta là 50k. Theo cầu của bạn, chúng ta sẽ chọn là siêu xe nha. Đầu tiên các bạn nhớ xem cầu cho mình. Thứ nhất, điểm bao nhiêu con chẳng hay lẻ ra siêu xe. Thứ hai là bạn xem cái con mà siêu xe xong tiếp tục nó sẽ đi ra con đó đúng không? Ok, con cây lắc đây, chúng ta test con cây lắc trước nha. Chọn cây lắc trước, lấy một con thôi, tức là con đó nó ra, và để ý là con đó nó ra xong tới siêu xe xong rồi tiếp tục nó sẽ đi con đó. Nó cách chúng ta test cầu vốn nhỏ đến 2.000 thôi. Các bạn để ý là con cây lắc này nó thường xuyên gây siêu xe trong cầu gần nhất đúng không? Con bên đúc cũng ra rồi, con mắt đang ra rồi, nó cầu xa, cầu gần nhất là chỉ có con rất là chen và con cây lắc này. Các bạn để ý nha. Thứ nhất, thứ hai mà xem đầu cuối nữa. Thấy không, đầu cuối nè, cây lắc nè, tức là xuất phát là cây lắc, sau đó là cuối cùng là cây lắc sẽ cây xe đầu cuối. Cầu chẳng qua nha, 2 4 6 8 10 12 14, cầu chẳng ra xe đến hai con này cho mình, nó sẽ về một trong hai con này. Nó còn một con đúng không? Còn một con thì bạn sẽ đánh thế nào? Đánh chọn cái con đầu tiên luôn. Cho bắt ra, cho thêm một con nữa là con cây lắc. Cây lắc. Rồi cho hiệu xe trên, đánh nhỏ thôi. Dưới đánh hàng dưới. Bốn mà ít mà đánh nên chúng ta sẽ đánh cẩn thận đánh nhỏ, nhỏ bốn thôi. Thấy không? Đầu cuối nha, chuẩn bị đầu cuối đây, chẳng luôn. 24 100k khá ngon đúng không? Đầu cuối xong rồi đi 24 rồi, cầu trắng, tức là bây giờ nó sẽ chọn hiệu xe khả năng cao hơn. Đến ba con bỏ cây đắt cũng xe chưa, cầu đi xem kẻ mà nghe siêu xe còn không. Thứ nhất bạn thấy không, để còn để ý á. Thứ nhất là nó ra là đầu cuối, thứ hai là cầu chẳng ra siêu xe đúng không? 24 này siêu xe đầu cuối xuất phát siêu xe xong tới nó đầu đi nó xong cuối nó là siêu xe, đa số nó sẽ vậy. Các bạn xem nếu mà nó ra tiếp tục là cây lắc đúng không? Đây, 14 4 con siêu xe thì 4 con siêu xe. Như bạn để ý nha, đầu tiên là Mazda nha, siêu xe là Mazda. Cầu lẻ thứ nhất Mazda là cái con này chưa gây siêu xe đúng không? Tức là không phải siêu xe gần nhất thôi, là cầu này không ra. Chọn đến 4 con cho mình. Thứ nhất nó mới một cây thôi, là cầu lẻ. Thứ hai con Mazda này mình đã nhắm nó, mình nhắm nó là không gây siêu xe trong cầu này. Nói với con có đồ chen. Là bạn nói với con BMW nha. Có đồ chen và con cây lắc là hai con gần nhất cây xe. Đây bốn con tiếp tục nha. Con Mazda nó xe rồi mà cầu rất là xa. Mazda với con BMW là cầu rất là xa. Còn hai con mà nguy hiểm nhất là con Quattro Gen và con cây lắc. Quattro Gen nha. 2, 3. Cầu này
chúng ta sẽ đánh về nó còn một con đúng không, một con sẽ chọn một con đó, chứ con đầu tiên là con Mazda, chọn Mazda cho mình với con Cadillac. Cadillac là con chưa ra, còn con Mazda là con đầu. Đánh xe trên Cadillac hay Mazda đây, về em được. Bây giờ em đây đổi chiến thuật nha, đổi chiến thuật chúng ta sẽ đánh ba con, ta đi xen kẽ đúng không, đánh ba con cho mình. Thứ nhất là cái con này nó không ra siêu xe trong cầu này, gần nhất là không ra, nó chỉ con cây lắc thì con đầu trên là hai con đó chúng ta nên né mặt ra. Cầu 2 4 5 5 cây theo giờ được 200k đúng không, tiếp tục bạn nghe. Đánh vòng tầm khoảng 10 phút là nghỉ, đánh hai con cho mình và chạy siêu xe trên nha. 2 4 5 đầu cuối nè các bạn, đi cầu này, cầu này con cây lắc không ra nha, cây lắc không ra, chỉ có đồ chen bêm đúc để mặt đa ba con thì ra một con đúng không, xen kẽ một con thì còn hai con đánh thôi, thì con này tôi thấy hai con nha. Tiếp tục mình sẽ chọn con Mazda và con BMW, chọn thêm cây lắc không đi, này chưa ra, auto chen thì bà để ý nha, nếu mà đi auto chen thế này thì khả năng nó sẽ đi bệt vài cây và cái lắc không ra đâu. Nên vốn con luôn nha, đa số khi cầu nó ra thế này, một là sẽ bệt diện của nó trên lý nha, khả năng sẽ bệt của nó trên rất là cao. Nó đã bệt rồi, còn cái lắc nó không ra, tôi sẽ bỏ cái lắc đi, không đánh nó. Chồng của trên thôi, siêu xe cho mình. Mình nghĩ vẫn còn nha, vẫn còn ở trên, vẫn còn bọt á. Của đầu trên. Tiếp tục bọn nghe, chúng ta sẽ đánh hai con thôi. Một là của đầu trên, hay là chọn con Mazda. Con đầu con cuối nè, tức là con đầu ra siêu xe của nó đó. Khả năng sẽ ra rất cao gì nó. Được 300 đúng không? Tiếp tục, ta đánh tiếp nha, đánh hai con thôi. Đánh hai con đó siêu xe trên nha, một con 50k. Mazda mà theo cái con mà con đầu ấy, thế nào cũng lặp lại, tức là siêu xe xong ra tới nó thì bắt buộc nó sẽ lặp lại một lần nữa, nó sẽ thắng, nó sẽ ra siêu xe, nó thường xuyên ra vậy các bạn nha, coi đấy. Nó siêu xe nó nhỏ cho mình đi xem cầu thế nào, mình đang nghi ngờ siêu xe nha. Lại là water chain, cầu này chỉ đi ba con thôi, water chain Mazda bêm đứt ba con, cái cầu này chỉ chọn nó cũng bêm đứt là con an toàn thôi, có thể chốt bốn con thì mình sẽ đánh hai con nha, hai con ra thường xuyên nha. Water chain Mazda chở xe cho mình, cũng nhỏ thôi. Bìm rớt nè, bây giờ theo chốt bạn nha, chúng ta theo chốt cái này 4 con, cái con bìm rớt hôm nay mình chấm nó là mình sẽ thôi, nó không ra cái xe nha, chấm cầu này, cầu trước đi ra rồi, cầu trước đi ra rồi, và con Mazda ra rồi luôn, nhưng Mazda bây giờ đang dính vô vấn đề mà đầu cuối, tức là siêu xe xong tới nó, thì khả năng nó sẽ dịu xe, nhận thế này đây. 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13 con rồi. Cầu đang lẻ. Chúng ta đánh 3 con nha. Chốt 3 con này.
ba con đã hết kịp bạn nha, đến mát không kịp. Các bạn thấy ba con trong cộng lặp lại liên tục và nó không ra con thứ tư, là con cây lắc không ra. Chúng ta sẽ 10 phút đúng không, sẽ trốn một cây này nghỉ nha, đánh ba con cho mình. Mình thấy cũng khá là nguy hiểm rồi đó, chúng ta đánh hơi lâu rồi đó, giờ chúng ta phải chốt một cây nghỉ đi, khá lâu rồi không biết siêu xe lên ra lúc nào. Ok, thứ nhất là 10 phút đúng không, thấy 10 phút rồi. Thứ hai là chúng ta chơi khá lâu rồi, không an toàn nữa. Mình nói quản lúc nào cũng vậy, chơi 5 tới 10 phút thôi là được, cầu sẽ đổi nha. Ok, chúc thành công. Nếu mà thấy hay, thấy thích thì xin cho một like, một đăng ký ủng hộ kênh để kênh mình phát triển hơn. Tạo được cho mình kiếm thuật mới nhất chia sẻ các bạn. Chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại bạn video tiếp theo. Đừng quên comment, quay xuống thử ngày hôm sau. Thân ái, chào tạm biệt bạn. Cảm ơn bạn đã xem.